Nếu có một điều ước trong đêm Giáng sinh thì tất cả anh em của tôi sẽ ước cho mọi người một mùa Giáng sinh thật là ấm áp. Ây vô thật buồn cho một năm nay mọi người phải chịu đại dịch Wuhan. Tất bật cho một năm nay đóng cái cuối năm mà mình phải ráng. Chân trời hôm y trên đài truyền hình real rap. Anh nói anh kết mô đen bao bao sớp vụ trí hân hạnh phục vụ quý ông trong dịp lễ Tết Noel. Điều lưng đại dịch mùa này mọi người đồng lòng chung tay phòng chống. Để cho năm sau tiền mình làm được tiết kiệm trong băng một đống. Mang hy vọng xanh giống xin an lành mà niềm hạnh phúc đi khắp muôn nơi. Những em bé nhỏ được Chúa ban phước Giáng sinh ấm áp ra không quá xa xôi. Chúc cho người người nhà nhà muôn phiền dịch bệnh dần mau đi hết. Để cho trẻ em nở một nụ cười hồng nhiên Merry Christmas. Dành gửi phần quà làm đẹp cho đời thật không quá cao sang. Chỉ cần được nhìn nụ cười rạng ngời niềm hạnh phúc bay khắp nhân gian. Merry Christmas, chúc cho Giáng sinh an lành. Merry Christmas, Noel này thật ấm áp. Merry Christmas, dành những lời chúc cho nhau. Merry Christmas. Xin chào tất cả mọi người. Thì như video mọi người vừa xem thì Barber Shop Vũ Trí đã có những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho tất cả mọi người. Chúc những khách hàng luôn đồng hành cùng Barber Shop Vũ Trí có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp cùng gia đình và người thân. Nào, Merry Christmas and Happy New Year. Shop Vũ Trí, đứng cao nhất.